Hạnh Tắc Thánh, ngày 23 tháng 6, Thánh Doan Fisher, Giám mục, năm 1469 đến 1535. Doan Fisher thường kết hợp với Thánh Gerasimo, Thomas More và các nhà nhân văn thời phục hưng, Renaissance. Ngài là người có học thức, biết cả về chính trị. Ngài thích văn hóa đương đại và làm hiệu trưởng Đại học Cambridge. Ngài được bổ nhiệm giám mục lúc 35 tuổi. Một trong các mối quan tâm của ngài là tiêu chuẩn giảng đạo tại Anh Quốc. Ngài không chỉ giảng thuyết mà còn viết sách. Các bài giảng của ngài về các thánh vịnh được tái bản tới 7 lần khi ngài còn sống. Khi giáo phái Tin Lành Luther xuất hiện, ngài đã phản đối. Ngài viết 8 cuốn sách phản đối Tin Lành và ngài trở thành thần học gia nổi tiếng ở Âu Châu. Năm 1521, người ta yêu cầu ngài nghiên cứu vấn đề hôn nhân của vua Henry VIII. Ngài chịu đựng cơn tức giận của vua Henry bằng cách bênh vực tính hợp lệ hôn nhân của nhà vua với Catherine nên bị vua Henry phản đối. Vua Henry kết án ngài không tường trình các phát hiện về nữ tu Elizabeth Barton ở Kent. Ngài bị triệu đến, trong tình trạng sức khỏe yếu kém, để thề theo luật kế vị mới, New Act of Succession. Ngài và Thánh Thomas More từ chối vì luật này chấp nhận tính hợp pháp hôn nhân của vua Henry và là trưởng anh giáo. Ngài bị đưa lên đồi Tower sau khi bị tù 14 tháng mà không xét xử. Khi ngài và Thánh Thomas More bị thẩm vấn thêm thì các ngài im lặng. Nhà vua bực tức vì Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Doan Fisher làm hồng y, thế là ngài bị kết tội và bị xử tử. Thi hài ngài bị bỏ nằm đó suốt ngày, còn đầu ngài bị treo trên cầu London. Còn Thánh Thomas More bị hành quyết 2 tuần sau.